khủng khiếp hoảng loạn khi mà thấy cái mức giá của nó là 300 ngàn cho một phần gà rán. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Người miền Tây có câu ăn mướt cái miệng. Đó. Hôm nay ăn gì? Hello. Xin chào tất cả mọi người trở lại với Hôm nay ăn gì? Và trong một ngày bùng dịch mới nặng nề, chúng tôi quyết định ăn ở nhà bằng cuộc đại chiến gà rán. Rồi, và chúng ta sẽ có 3 phân khúc khác nhau. Mà các bạn thích ăn phân khúc nào thì comment bên dưới cho mình biết. Và đừng quên subscribe cho Hôm nay nhiều những cái chuông kế bên luôn. Đầu tiên thì là phân khúc bình dân nhất, bà rau với mức giá là 29.000 một cái đùi. Và phân khúc thứ hai, và đây là gà xèo với giá là 129.000 cho một combo này. Gồm có 7 miếng gà. Nhưng mà nó không quá to đâu mọi người, nó cũng nhỏ vậy thôi. Một cái phân khúc mà mình bất ngờ khủng khiếp hoảng loạn khi mà thấy cái mức giá của nó là 300 ngàn cho một phần gà rán. Một phần gà truyền thống đơn giản nhất, rẻ nhất là 320 ngàn. Tại vì mình biết á là có rất là nhiều những cái quán local Hàn Quốc, họ không PR rộng rãi như là những cái này thôi. Nó hơi không công nghiệp một tí nhưng mà nó ăn rất là ngon. Đây là cửa hàng tên hơi là tên là Nổ Rang Tông Đạt Tông Nổ Rang Tông Đạt Rosalind Whitford Miss Grant Nổ Rang Tông Đạt. Thực tế thì đây là một cái brand, mình nghe nói đây là một cái brand khá là nổi tiếng trên của Hàn Quốc. Quận nào, hầu như quận nào cũng có. Ở gần chỗ nhà em thôi là có 3 tiệm bar râu. What? Gần nhau luôn á. Mà được cái là nó bán kiểu pizza, gà rán thì nó rất là rẻ. Tại vì giá thì chỉ có mấy chục ngàn thôi, không bao giờ lên được 100 hết á. Rồi, ăn nha. Gà rất giòn. Em tưởng để nó giờ nó nguội chứ, mà nó vẫn giòn bình thường. Thật sự thì bột hơi nhiều đúng không? Thịt này nó hơi khô nhỉ. Là thịt gà luộc rồi. Gà này là gà đông lạnh luôn á. Chắc chắn. Chắc chắn. Ăn vô một cái là cảm thấy cái vị gà đông lạnh luôn á mọi người. Hơi bở một chút. Nó không mọng nước chút gì, nó không tươi á. Thương hiệu mà nó quá nhiều nghi nhánh như vậy chắc chắn phải nhập rất là nhiều gà đông lạnh về. Em nghĩ là một cái đùi này là đủ no luôn á. Quá to. Cái này thì nó cũng sẽ cơ bản như những loại gà rán khác. Nhưng mà mình chỉ thấy là ở đây nó bột nó hơi dày, với lại ăn nó sẽ bị bột và dễ ngấy. Theo như cảm nhận của em thì nó hơi lạc so với khẩu vị của em. Chấm nhiều tương ớt hơn em, gà truyền thống mà. Đây là gà truyền thống thì họ sẽ không nêm một cái đúng gì rồi hết ở trong đó luôn, cho nên là nguyên bột với lại gà không. Gà xeo là 129 ngàn, nó cũng giống với lại những cái tầm cỡ là Do Chicken hoặc là Baba Chicken. Nhưng mà mình mắc cười một cái, tụi mình phát hiện ra là một miếng gà này còn rẻ hơn cả cái miếng gà bình thường. Trời ơi bà, 129 ngàn 7 miếng chia ra thì mỗi miếng có 19 ngàn. Nhưng mà cái này do nó nhỏ, nhỏ hơn cái kia nhiều luôn á. Cưng quá à, nhìn nó mini mini á. Cái này có vẻ bột mỏng hơn, mỏng cái kia. Mỏng hơn á, anh chắc chắn là mỏng hơn luôn. Nè, nhìn nhìn mình ui, nhìn cái điểm. Ui, giòn hơn. Giòn hơn, để nãy giờ nhưng mà vẫn giòn hơn. Thơm lắm. Bình thường gà này là có ướp trước khi chiên nè. Em cảm thấy nó có vị hơi mặn. Bình thường thì cái phần màu trắng này ăn nó sẽ ngán, nói chung là nó khô. Nhưng mà ở đây á thì nó khá là mọng nước. Nó cũng vẫn là gà đông lạnh. Đúng rồi. Lớp bộ áo bên ngoài họ đã được nêm nếm cái công thức của họ, cho nên là nó đem tới một cái vị thơm và nó dậy vị hơn. Vì em thấy một cái phần cục gà nè, nó nhỏ nhỏ rất vừa miệng á. Em bỏ vô cái nút mới hết. Cái phần tầm trung này á thì nó sẽ có nhiều cái sự lựa chọn các bạn hơn. Và đặc biệt là nó bán theo phần, nó bán theo combo. Tức là một các bạn mua một hộp gà về, các bạn sẽ ăn được nhiều người trong gia đình, trong nhóm bạn. Và đối với tụi mình đánh giá thì cái vỏ, cái lớp bột chiên của họ, họ làm ngon hơn rất là nhiều luôn á. Cái này nó có nhiều vị khác nhau. Đúng rồi, chắc chắn là nó cũng sẽ có nhiều hương vị hơn nữa. Gà rán tại gà xe chiên bằng dầu thực vật. Cái này nhiều dầu động vật nè. Chúng là chiên bơ đó. Đúng lắm. Chắc chắn là phải chiên dầu động vật, chiên dầu động vật rẻ. Rồi, và món cuối cùng. Trời ơi, chờ đợi lắm á, chờ đợi hấp lắm. Hấp dẫn lắm. Cái này nó kèm theo hộp đồ chua và hộp nước sốt. Và nó cho mình cả một cái chén ngọt nữa. Mà được một cái là gà ở đây thì nó rất là vàng mọi người, nó cảm giác mình cảm thấy nó vàng hơn rất là nhiều. Nhìn vô một phát là chu xì, nhìn nó kiểu muốn ăn luôn á. Cũng chia ra theo từng miếng thì nó cũng không đắt đâu, tại vì nó bán theo phần lớn thôi à. 300 ngàn thì một gì là mâm luôn á, chứ phải chơi. Tức là cái miếng gà của họ ăn, nó vàng ươm luôn, nó đẹp lắm. Nó nhỏ nhỏ, vừa miệng. Ngon. Ăn được một cái là how you like that luôn á.
nổ ra không đẹp. À, đó là một cái chất riêng mà mọi người nên ăn để biết cái chất riêng đó. Đấy, mình đánh giá thì cái miếng gà này họ làm những cái miếng gà nhỏ như thế này rất là dễ ăn. Và cảm giác là nhờ như vậy thì có vẻ nó mặn nước hơn. Hoặc là maybe mình không biết, hoặc là mình có bị ảo tưởng nghĩ mình thấy giá nó cao rồi mình đánh giá nó cao hay không. Cái vị này em ăn tương đối giống như là Papad Chicken. Như các bạn cũng thấy thì cái này với là cái này là hai thương hiệu đến từ Hàn Quốc, cho nên là nó ít bột hơn, nó ít sôi thịt hơn là cái ba rau này, nó làm hơi kiểu Tây á. Cái này đúng là gà tươi nha, tại vì nó mặn nước lắm và nó còn thơm được cái mùi gà. Mà ăn củ cải ngâm này nó tráng miệng hay lắm. Nó làm cho mình đỡ cái vị gà nãy giờ, đỡ cái vị dầu mỡ nãy giờ. Củ cải ngâm chỗ này làm ngon. Thật sự thì ở đây người ta còn cho mình kèm đũa nữa, nhưng mà thôi tụi mình ăn bóc. Ý với lại ở đây là anh đặt cái phần là rút xương hả, hay là rút xương luôn, tại là không ăn được xương, răng anh không ăn được xương. Là ở đây mọi người sẽ có thêm một lựa chọn đó là rút xương. Ủa nó có phần có còn xương không? Có luôn. Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Cái gì vậy? Ngon quá. Tại vì một cái miếng gà được xé ra, nó không hề có xương mà nó rất là mỏng nước. Cảm giác mình cắn vô á, nó rất là ngập thịt trong miệng luôn á. Em ăn cái này vô cái em tưởng tượng ba đứa mình đang trong một bộ phim Hàn Quốc. Sắp có chuẩn bị ngồi. Trời ơi. Nhưng mà hình như cái do cái sốt này nãy giờ mình để nó hơi ấy, nó hơi thấm xuống nên là cái vỏ, lớp vỏ nó đã bị yếu rồi, nên mọi người mua về thì tranh thủ ăn liền. Người Hàn Quốc vẫn có một cái combo đình đám trong các bộ phim Hàn Quốc, đó chính là gà uống với bia. Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ qua đây mình ăn bằng được cái món này, gà với bia. Tại vì trời ơi, cái miếng gà nó vừa miệng á. Nó gọi là người miền Tây có câu: hãy lòng mặt chị Thư vô mặt em. Ăn mướt cái miệng đó. Em hay ước gì trời mau lớn làm có tiền 100 miếng gà rán về ăn. Ước mơ của em nhỏ nhau vậy ha. Mắt cũng mắc lắm, 100 miếng nè. Nguyên cái này là 30. 30 ngàn mà 100 miếng là 3 triệu. Thì mình ngồi mới ăn hết 3 triệu không? Bán tại Việt Nam nhưng mà menu là chữ Hàn Quốc luôn. Và ngay cả cái giới thiệu bên đây đồ nữa, nó cũng để cho Hàn Quốc. Bán thì bán cho người Hàn Quốc. Thách thức. Chứ hình như bên đây có bia tươi nè. Thật sự thì những cái quán của bên Phú Mỹ Hưng á, nó rất là local, hầu như là chỉ những người Hàn mới biết thôi. Vật vả tụi mình đi tìm nó cho bằng được những cái quán này. Và thật sự những cái quán này nó rất ngon và nó rất chuẩn bị hàng, ăn một lần mình nhớ hoài luôn á. Với lại mình lúc mà mình coi cho đánh giá, có một cái anh kia đánh giá này mình ăn 3 bữa gà đây. Sao không bỏ này? Coi cái đồ mặt ra. Cái này là gì? Thính á, rắc thính. Tiếng ở nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung bay lên không trung. Tiếng ở nơi đây chiên em đã vô 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 ăn gà trộn thính đi em, coi ăn đất thính của mình có dạ, em cảm ơn. Mặn hơn tí, mặn mặn bùi hơn. Mà ngon nha. Cái clip này nó đơn giản lắm, tại vì gà thì con nào nó đúng con nào, quan trọng là nó có tươi hay không, mà nó có chắc thịt hay không thôi. Thì khẳng định là tất cả gà ở đây đều là gà công nghiệp, thịt nó bỏ rẹt. Cái gia vị cái người Hàn Quốc là thì bên này thì lại rất công nghiệp, tức là đúng là một cục gà đông lạnh rồi nướng như bột xong nướng như cái máy chiên hè lên. Còn cái này thì là ít bột, vừa phải bột thơm. Tụi mình có những hôm sang chảnh thì tụi mình sẽ cố gắng order cái này về ăn, tại vì nó rất ngon, rất thơm. Các bạn ăn thì cảm giác được sự khác biệt ngay lập tức. Và sắp tới thì mình sẽ còn có part 2, đó chính là nhắm mắt phân biệt tất cả các loại gà rán của các brand. Cái này em tự tin lắm nha. Thôi chơi mình không biết phân biệt nha, gà nào ngon, của em ăn cũng nữa. Giống ăn nào cũng ngon. Ngon, ngon, ngon quá trời ơi. Tụi mình vẫn thích nhất là 1, 2, 3. Cái đứa sau camera nó múa rồi. Và thôi, video của mình tới đây là kết thúc đây. Các bạn đừng quên like và subscribe cho kênh Hôm Nay Ăn Gì. Và đừng quên nhấn cái chuông cái bên luôn để theo dõi tụi mình nha. Và các bạn hãy comment ý kiến của các bạn bên dưới là những brand gà mà các bạn nên ăn, cái chỗ nào ngon nhất giới thiệu tụi mình nha. Rồi vậy thôi, tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ xem tụi mình ăn gà. Bye. Mua gà về ăn chung đi mọi người.